anh chị và các bạn đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Và đây là một trong những cái công cụ giúp cho chúng ta có thể duy trì thái độ tích cực và thói quen của người thành đạt. Và hôm nay chúng ta cùng đến với một cái chủ đề có tên gọi là sống đơn giản. Chủ đề này có liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford. Ông ta đã nói như thế này: nói thật, làm chăm chỉ và ăn tối đúng giờ. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Gerald Ford là vị tổng thống duy nhất của Mỹ không tham gia tranh cử. Ông được bổ nhiệm sau khi tổng thống tiền nhiệm là Richard Nixon bị bãi chức. Ông là người có tính cách đối lập với Richard Nixon, người đã dính vào vụ lùm xùm gian lận và nghe lén, còn gọi là vụ Watergate. Gerald Ford nổi tiếng là một nhà lãnh đạo cởi mở, đáng tin cậy, với châm ngôn của mình là ông muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo về một lối sống đơn giản và trung thực. Thực ra thì khi mà nói dối thì cứ luôn phải mệt đầu, phải đưa ra những cái phương án che đậy, đối phó, loanh quanh và lại phải nói dối tiếp. Vậy nên tốt hơn là nói thật. Làm việc, không cần mưu mô và toan tính, nói năng bợ đỡ, dùng tấm gương làm việc của mình để thuyết phục người khác. Ăn tối đúng giờ, nguyên tắc nghỉ ngơi, trò chuyện với người trong gia đình, bỏ công việc ở phòng làm việc và không mang về nhà, giữ gìn chế độ sinh hoạt đều đặn và quan tâm đến sức khỏe. Vậy chúng ta nên làm gì? Thử sống đơn giản trở lại. Tôi tin là trước đây nhiều người đã từng sống đơn giản, có một điện thoại, một phương tiện đi lại, loại TV ra khỏi cuộc đời của mình, giảm thiểu các loại thức ăn chiên xào, tẩm ướp phức tạp. Đặc biệt, nói thật, nghỉ ngơi, gọi điện thăm hỏi những người xung quanh, thử một tuần như Gerald Ford xem thế nào. Nói thật, làm chăm chỉ và ăn tối đúng giờ. Và bây giờ thì chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời chúc cho một ngày mới an vui, gặp nhiều may mắn và tràn trề năng lượng để giải quyết công việc của mình một cách xuất sắc nhất. Như thường lệ thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã tham dự chương trình Global Magic Moment. Và chúng tôi cũng lại mong ước được gặp lại bạn vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.